Rồi chào tất cả anh em luôn nha. Phải ơi. Xong lọc bảo hiểm ra. Kéo khẩu trang lên đi. Thì mình đang ở ở ngay Long Bình nha anh em. Thôi sao con này chút xíu rồi ta. Con này chừng 4 lạng gì anh. Nay nó ốm á, họ nó bự lắm á. Trời ơi. Nay nó dùng da đó. Trời ơi. Thì mình lên đây mình ngâm cái rượu giùm anh Tính đây nha anh em. Tính nhà đây nè, tại đây thức anh luôn. Mà lúc đó mình cũng có lên đây, ảnh dắt mình lên đây mình bắt được con hổ sáp cũng ký mấy vậy. Giờ ảnh kêu nhờ mấy chú cháu mình lên ngâm giùm ảnh bình rượu này. Cái quá trình mà mình giết đó là mình mổ nó rồi mình không có quay nha anh em. Cái khúc mà mình quấn á, mình vô rượu mình quay cho anh em xem nha. Con này chút xíu à. Con này vô bình 3 lít chắc nó hút luôn á chú Bảy. Rồi anh nói 7-8 lạng, 6-7 lạng. Con này chừng 4-4 cân ra mà. Nhỏ quá nhỏ rồi. Mà để mấy chú cháu mình làm nó nha anh em. Có là quý rồi. Nay cũng lâu quá à. Nửa tháng rồi. Hơn nửa tháng nữa. Nó không chết là hơn rồi đó. Nay nó cả 20 ngày rồi chứ. Không ngại lúc anh điện em là đâu có đi đâu được đâu. Anh lúc bữa đó là chưa chích ngừa mà anh chích ngừa nửa tháng rồi. Dạ. Anh chích em mũi 1 à? Ừ. Em cũng mới chích mũi 1 à. Đè nó chứ mày. Đè nó lên chứ mày. Mình quấn vô luôn mẹ đi khỏi tiếc gì hết. Vậy là em phải mổ mới được. Dạ. Yeah. Nhỏ mà nó thấy ghê không? Nay nó dùng da đó rồi đó. Nhỏ à. Hổng nó căng tròn luôn á anh. Dạ. Hổng mập lúc căng tròn luôn á. Cái đầu dính bẫy nè anh em đi chứ mày. Cái đầu dính bẫy thấy mắt ớn rồi. Nó không dựng nổi luôn mà. Này ơi. Nó không nổi luôn mà. Trời ơi. Nó chắc là không nổi luôn. Chắc là không nổi luôn mà. Vậy nó ngâm này sách da bò hả chú ấy ha. Ừ. Thôi đè bắt đi cho mình ấy cho bạn. Giờ mình móc cái mang kéo lên nha anh em. Nói chung là mấy chú cháu mình làm con rắn là hoàn toàn không có dây kẽm như trong cái mang hết. Chỉ là nè anh em thấy cái xương không? Xương nè, là móc cái xương đầu là gỉ cái mang lên nè. Đó. Đó thấy lên cái mang liền thôi anh em. Chúng mình ngâm vậy là mình uống là an toàn nhất. Nhiều khi có ba cái inox rồi với ba cái mũ rồi á, nhiều người ta làm á là ta cắt rồi ta đưa cái mang lên. Còn mấy chú cháu mình là chỉ kéo mang thôi nha anh em. Kéo là sổ chỉ qua nè, em thấy không? Nó thấy rõ ràng không? Trời, vậy mà cái hàm nó còn ấy nè, còn nhít chơi. Đó. Chỉ là kéo về lên thôi. Nó đưa hai cái, đưa hai cái kẽm lên. Rồi sáng ra tới nè bà ơi. Đó anh em thấy cái mang lên liền thấy không? Nè, đẹp ghê không anh em. Đâu cần chi mà mình nhét cái chai đồ vô đâu nè. Nhét chai vô uống không được không? Đẹp ghê không? Đấy là lớn. Hồi nãy cái con rắn kia hơi nhỏ. Là mình về mình bắt con này lên luôn nha anh em. Mình để lại cho ảnh luôn. Chứ ngâm con rắn kia nhỏ lắm. Ngâm vô bình nhìn nó gì kỳ lắm. Rồi. Rồi đưa vô bình cho bà. Giờ mình quay toàn cảnh chú Bảy quấn con rắn cho anh em xem nha. Mình chơi hai con luôn. Cái đầu con đó nằm hai con nằm trước sau hả chú Bảy? Con trên con dưới. Con kia là dưới. À. Hai cái mang nó song song nhau luôn. Mang con nhỏ nó xéo qua mé hả? Đâu, anh dưới lườn con kia luôn. Dưới cái mang con kia. À. Hai con sắp vàng không anh em? Da bò không? Con này chắc cỡ chừng 6 lạng à. Con mình treo nè. Còn con dưới đây chắc 3 lạng à. Chắc chàng đâu có lấy thùng nữa.
Thôi giờ cột không sao quấn. Ta đem 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 con chú xuống đó quấn vô mới được. Không có con thun làm sao quấn. Con này bự hơn đẹp hơn nè. Nắm 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 nhìn cái dây. Chú mồi nắm chưa? Chú mồi thôi. Bị nó đi vòng con ấy luôn. Chưa. Uống kỹ dứt là sao vậy? Dạ, dứt mỏi đâu á bác. Dứt mát. Mát gan đâu. Sao mà sao con ăn nha, chứ ăn gì thôi, lâu quá. Sao bị giấy cái mình rồi chú ơi? Uống lâu lắm. Dứt mỏi. Con kia quá nhỏ, con bự lên đè con kia luôn. Mấy người nhỏ ra. Quấn xong rồi đẹp kìa anh em. Chế rượu vô. Díu là liền không? Rượu vô, díu là sao? Rút díu lại luôn sao? Yeah. Lên tới cái mang đi là mình ấy chứ mình. Rượu anh em ngâm rắn phải dụ rượu cốt mới được nha anh em. Rượu từ 50 độ. Chế rượu mà đưa vô chừng thường thường mình uống là hư rắn hết. Lăn chú bay. Không ngập đầu luôn hả? Dạ chưa, để con lăn cho nó vô cái mình hết. Trưa trưa chút đi chị. Có mà có bài mà để em hỏi là nó chưa về, trưa khoảng 11 giờ nó mới làm hồ về lận. Mình lăn cho mấy cái bọt này nè anh em. Hả? Anh em thấy mấy bọt đi không? Nếu sọc giữa nay vô 2000 chưa chắc cái mình hết. Cho nó vô trong mình con rắn á, cho nó nấu chín con rắn. Rồi, chạy anh Dũng ra thử coi. Xong. Xong rồi nha anh em. Hoàn thành này nè. À, anh em thấy đẹp không? Cỡ chừng hai bữa cái mình tháo dây ra là cứng ngắc liền. Vậy chút xíu mình đi ra hoàn sau anh. Anh, chút xíu làm sao à? Mình làm sao mình kiếm rắn nha anh em. Rồi xong, để nắp lại mình kiếm chỗ nào mình để cho nó. Để nắp là mới căng, chứ phải để cố định. Để sơ rồi. Để sơ rồi. Phải bưng cái hũ đi để cố định trước đi mới được. Đấy đó vậy đó rồi, xong. Rồi vậy là xong hoàn thành rồi nha anh em. Cho nó vô đây cho cháu mình lên vô con đó rồi bắt đầu đi ra làm sao kiếm rắn nha anh em. Tại ảnh cũng thấy rắn nè, chắc mới ảnh kêu mấy cháu mình lên đây lên ngâm rượu xong rồi làm sao bắt rắn luôn. Đó, làm ngay chỗ bàn làm việc luôn ha, y luôn, chừng đẹp luôn. Ở đây có cái này có cái miếu hay cái gì nè anh em. Hồi nãy mấy chú cháu mình ngâm bình rượu cho ảnh rồi, ra làm sao không có anh em ơi, là mình không có quay luôn. Thì giờ cái chỗ này đó giờ mới vô luôn á chú Bảy. Khu này là cũng thuộc Long Bình hay Long Thới nha anh em. Ấp Long Thới xã Long Bình nha anh em, huyện Hồ Tây tỉnh Tiền Giang. Nói chung mình cũng không rành mấy nữa. Cái này lâu dữ rồi mà mấy vô đây nè. Vậy chú Bảy lúc trước có vô rồi hả? Có. Vậy là cách nay chắc cả 20 năm rồi. Chứ gì nữa? Thì chú Bảy nghĩ nghề này cả 20 năm chú Bảy mới gặp con chú Bảy mới đi lại. Mới đi đây mới có 2 năm chứ nhiêu. Nhà chỗ này ngon lắm nha anh em, quá trời cao luôn nè. À. Hy vọng kiếm con rắn nha anh em, up clip cho anh em xem nha.
nếu mà không có mình cũng úp luôn anh em, nếu mà không có thì anh em xem đỡ cái khúc mình ngâm rắn nha anh em. Nên chứ đi cũng anh xui bữa có bữa không. Có 2 ngày trong này. Chú Bảy, chú nào ráng mang khẩu trang luôn đó. Có nhiều anh chị em bình luận nói nói sao mà mấy chú cháu mình đi bắt rắn mà sao không thấy mang khẩu trang. Quay clip cũ cho anh em xem không. Anh lúc cũ. Thôi anh em nói gì nói, nhưng mà tại vì đi đào rắn anh em. Rồi mang cái khẩu trang lên miệng đào chút xíu ngộp thở ngã ra luôn chết luôn. Nóng quá mà mang khẩu trang sao nổi. Thôi để mình kiếm cái bờ này coi có hang không nha anh em. Có hàng có dấu ngon lành quay lại cho anh em xem nha. Ôi, cục phân chạp bá luôn nè anh em. Phân lông chuột không luôn á. Anh em thấy không? Nè. Phân này phân gì? Anh em nhắm phân gì? Trời ơi, khang vậy cùng trời. Nè, quậy. Lại quyết đoán cái phân này phân gì chú Bảy hả? Ảnh đi chứ đâu nữa hả? Sáp gì nữa thấy không? Rồi phân sáp nha anh em, tại vì cái khu này á là cái khu dưới mấy dưới cái khu bữa mấy chú cháu mình bắt 4-5 con luôn á, vậy là mình phải quản kỹ cái khu này nha anh em. Có một đống phân sáp, con này bự lắm nha chú Bảy. Con này đóng phân hết thân luôn á. Có dấu đúc đầu luôn hả? Cỏ lỉ nha anh em. Đây, con rắn đầu tiên. Con rắn dung. Nói chung cái khu vực này đa số rắn hổ là nhiều. Con này gốc cây không vậy ta? Nó ở đâu phải dễ dàng cho anh bắt đâu chứ vậy. Ê! Con gì không? Con cóc chà bá luôn. Con thằng sâu. Ở trong cái bụi nè. Con cóc tại cái hang này làm gì có. Nó là nó hoài luôn. Phải không? Mấy dưới kia đào vô khúc cùng luôn rồi trời. Con rắn này ở trong phận này nó ở vòng vòng ở đây chứ không đâu chứ vậy ha. Ở đây có khu này không nè anh em, để mình quay cho anh em xem. À, khu vực này nè, có ngay chỗ này là có cục vò nè. Chiếc ao đây nè. Nó ở đây chứ không ở đâu. Mà không biết nó ở chỗ nào đây nè. Bỗng cùng luôn. Kỳ vậy. À, phải có cái hang nó nằm mới được chứ anh em. Cục nữa thôi. Mình mới thấy rắn ráo nó bò vô đây nè anh em. Ngay chỗ này nè. Chết cha, giờ này về sao bắt ta. Con còn để con ở chính giữa là con. Ê, ê nó mới đây nè. Ơ con rắn mối bà mẹ đó. Nó mới bò vô đây tức thì luôn nè. Dữ ta. Ngồi im đi chú Mười, ngồi đó chưa. Ra mé này ngồi im đi, con đạp đạp lại cái. Con đạp đạp là đừng có xuống nước rồi được rồi. Náo trọng lắm á. Bắt rồi trời.
mất luôn trời. Xuống điện không ta? Nó chui ngay chỗ cái giò mình luôn rồi anh em. Nghe này nè. Mày em đứng ngay chỗ đó đó. Giò nãy nãy giờ không có động nước. Nhỏ món giò cá chút xíu chú bảy. Cái đuôi móng tay nè. Con ráo á, bự lắm. Ngon mày chạy ra cái đi. Con ráo gì bầm xả một dĩa luôn á. Uổng thiệt chứ. Bữa con không ngựa không vậy? Bò vô đám lùm cây rồi bó tay luôn. Con ráo hay quá. Trúng mất luôn rồi. Phải ví dụ trống trống còn bắt được nó chứ mà. Không có nằm tin lùm cây á, còn chụp được nó ở dưới đất thôi. Bó tay. Ừ. Hóa tại đây có cái miếu nha anh em. Miếu này chắc linh thiêng lắm nè. Cây gốc me hoàng sao hết thân gốc me luôn. Xà quá cây me luôn. Con rắn này nó nằm chỗ nào mà đĩa đóng phân lại đi nãy. Mấy nhầy mấy anh kia luôn. Lúc đầu mất tiêu à. Còn dấu đúc đầu không? Thì khục nha chú ơi. Đúc đầu không liên. Gió không? Vậy con gì? Con gì? Chưa có con gì hết. Trời ơi. Mà cái hàng này phải lấy cúp. Phải không? Không chấm cho con cái. Chú bảy nó lấy cúp nhà nè em. Vô trong mà vô cái hang này cực kỳ. Cái này quay không được rồi. Cái máy này quay không được rồi. Cái điện thoại bự lắm. Cái Google đưa vô được. Lấy cúp cái hang này chú bảy ơi. Chú Mười ơi, chú Mười bỏ hang đó đi. Chú Mười lại đào phụ chú Bảy hang này sâu mút mù dưới lần. Cái hang đã lắm à. Hang giấu đã lắm nè. Mà chưa quay vô được nè. Trời ơi, cái hang chết chà bá tên cỡ. Ý dạ. Hết hồn nữa. Kỳ á. Cái mé này chắc nó không đi xa. Còn cái hang đi xuống nữa. Phải không? Ừ. Đang đi đâu? Bỏ em đâu ra. Còn có hang nằm dưới đó nó chung cho mình. Đúng không? Dấu cũng còn ngon quá nè. Đâu để con quay vô cái cây.
Đây nha anh em. Cái máy vô được lú đầu lên đi. Dấu đã da luôn á. Nói chung này trời nắng lắm nha anh em, trời nắng mình cái màn hình điện thoại mình nó chá. Nhiều khi nhìn có con rắn tông là mình không để ý, mình không thấy. Anh em cũng thông cảm. Mé này ra hoài giống không nhiều. Bên này cũng nắng ghê hả chú mày. Lên đi xuống nữa. Mới lại quay cho bãi nữa lấy cúp cái lỗ vùi vậy nè. Tính cho bãi thấy lỗi cho anh có đâu. Rồi, bọng không à. Cái rắn này mà nếu mà bắt được cũng trọng lắm á. Cái cục phân nó chà bá luôn mà. Một bên hết phân không. Nó giống nó mài cục đất qua thấy không. Không? Ừ. Đúng không? Đúng dấu bóng lưỡng mà. Đây quay cho anh em xem. Đất qua bụi rớt xuống. Tại bụi rớt xuống chứ nó bóng lắm nha anh em. Dấu cũng mới kỳ luôn á. Nằm đây luôn đi. Thôi ơi. Khổng lồ gan luôn. Bụng binh còn đi mà. Còn mấy dưới đây một hang nè anh em. Chứ này nãy mình quay vô đây cho anh em xem nè, cái hang này giấu quá. Ê. Nó thòng quá. Cái gì vậy? Cái gì đâu? Trời ơi, cái cây gió. Hết thòng chứ. Đây còn hết vô. Hàng đi dữ thế. Tầm linh quá. Gì? Cùng như không nghĩ còn đâu nữa. Cùng hàng vô. Nhét vô. Còn hang này đi vô không? Cái gì vậy? Thôi còn cỡ cái hang chà bá luôn cỡ. Chà bá luôn nè. Để mình bắt cái lát lên cho anh em xem nghe vô cái hang cái nhà anh em. Hàng độc thiệt. Thăm ruộng hả anh?
chưa. Hai mắt vượt luôn. Này anh đi ruộng anh thấy rắn đâu dữ không? Không ngựa hả? Không lẽ hai hang này không ngựa qua, không ngựa qua. Đóng phân sáp thì trơn mà. Thì phân sáp thì nó dễ mới trơn á. Kỳ vậy. Không dạ mấy em đó đó, mấy bên ngay dấu bộ chuối á. Cũng chập bá luôn á. Đấy, quần đào bấy ngày em đi vòng vòng ở đây luôn. Hang này có dấu quần mà. Dội qua tới đây nè, qua tới đây sụp cái hang này, qua bên hang này là không có dấu. Kỳ. Kỳ, nghe không ngửa nó quặn ta. Thiệt tình. Rồi, đi ngược lại ngay chấp cái đó luôn. Đi ngay đây ra chỗ 7 luôn rồi. Dữ rồi. Múc cái đầu cây á. Ở đây mấy thằng đi chích vụ cô rồi nó chích để chỗ gồ mã con. Hậu sáp hả? Ừ. Phải. Ừ. Trời ơi. Gồ mã đó nè. Không. Không á. Đâu? Nên. Đó đó hả? Ừ. Không lẽ có ra đó không ta? Sao vậy? Đi vòng vòng lên. Cái gồ mã rồi đó đó. Mình mong. Chúng mình ra quải luôn coi. Lâu chưa anh? Lâu chưa? Ê con sáp nè. Hả? Con sáp nè. Đâu? Ừ con sáp á. À, hay, con sáp luôn rồi, nó nằm đây nè. Đây nè, nó nằm đây nè. Nó hay dữ rồi. Trời ơi. Dạ, nó hình nha. Khoan, để con kéo cây dài ra mới được. Nó năng ra kéo lên chắc cũng ngách này luôn. Dạ. Đây nè. Nóng lạnh luôn kìa. Đây nè anh em ơi. Đây nè. Nó hình kìa. Sáp vàng nó gì á, sáp vàng. Ôi, da bò. Sáp bò. Sáp này muốn đen luôn. Đó, anh em thấy không? Đào tới cho mày. Chạy hả con? Ê! Gì? Cái đầu đó. Bự cho bá. Vậy? Lên đó luôn rồi. Trời ơi. Gì không lẽ hai con? Không phải không, sắp đôi không Quy? Con sắp đôi luôn. Sắp đôi thưởng. Thưởng hai con chứ. Tại thấy nó ở trên cái hang đó mà đào sụp ngay chỗ này. Nên ăn 2 phút. Trời ơi, hên. Thấy đống này mà. Trời ơi, xỏ ngay cái lưng á, cây nó khì. Lấy cái chày chọc cho nó ra chứ mượn. Rồi đi theo rồi sau lưng đâu. Trời ơi, ghê à. Mình chết đất cùng với mọi con luôn. Không chịu ra. Có những cái tổ những nhắc tên á. Cái đầu đây nè, đây. Ừ, cái đầu ra đó. Đầu ra nè. Đó, cái đầu. Nó đội đất lên á. Để lại một đống phân hả mày? Tới số mày rồi. Để đẳng mà lại đây hả? Ừ. Này, tưởng cái máy. Này, tưởng cái máy không có quay chứ không quay chắc chết luôn. Mấy cái hàng mấy trên nó đút đầu vô khúc hả? Lên trời. Mùa này dễ kiếm hơn mùa nắng. Ê, con này bự dữ rồi nha. Ôi, cái nỉa nè. Sao dòm giống hai con dữ trời. Đâu, mày đâu rô ra coi. Hai con, coi chừng hai con luôn á nha. Không, tự ra chú ơi, đừng sáng nữa. Ôi ôi, nó dài. Ôi. Còn sắp bỏ chà bả luôn anh em ơi. Quay bước còn cái đụ quan mạng nè. Đâu, anh đứng hơi xa đi. Đưa lên tên nè. Ôi giời xanh bụng không.
Trời ơi, con rắn nè anh em ơi. Kìa, nóng lạnh. Còn khúc nóng lạnh luôn. Này nè, ở đây nè, tao đây nè. Nè, con này muốn đen luôn á không? Ôi, 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 ôi. Cậu cỏ bộ xình bụng không vậy ông? Xình không luôn. Quẩy cái hang từng nhát tới tổng luôn. Thấy ghê rồi anh em. Hết lằn rắn luôn. Chú mừng, chú mừng lại mấy em kia đứng đây, chú mừng lấy cái anh thâm luôn chú mừng. Nè quay lấy táo nè. Nó mày kia nó quay lại, nó quay lại đó. Quay mặt trăng ngồi sao nè, đùa nó hết tiễn, hết lần. Ôi con rắn nó đã, con rắn này nó mập trợn nội ơi. Nè anh em mặt trăng nè. Mùa này nó ăn chuột nó mập ghê. Nhờ có nó, con này hết chuột. Mà mình đi rượu mình cũng sợ lắm nha, đừng giỡn con này nha. Bởi vậy nhiều khi mấy người đi chích đâu á. Thôi bắt đây nè, bắt đây chú mời. Ủa nó khù thì ghê quá anh em ơi. Ê. Bảy à. Giữ ba cố. Cái khúc đè bắt mình không có quay nha anh em. Khi nào bắt xong mình quay cho anh em xem. Ôi con này. Ký máy không? Tắm lửa nó kìa chú Bảy. Con này chắc ký máy được rồi. Tắm lửa cho nó đẹp đẽ kìa chú Bảy. Ruộng nè, ruộng nè. Ruộng nè. Ruộng nước. Chắc vậy hả? Con này giáp bò. Con này giáp bò, nó vàng nó không vàng. Mà nó chì nó không chì. Nó như màu. Bây giờ ông đi vô trong mấy cái đó đó. Rồi chút xíu em vô. Cục đất đó dễ vàng lắm á. Đó. Đó. Ôi giời nè. Không có chuột rồi mà có mà không chắc. Cầm kỳ vậy chú Bảy. Cái tương trình này đâu dám nhúc nhích cái tay đâu. Cầm kỳ vậy. Cầm. Nè ôi nó đã. Quá này nè mời. Túng nữa, vô nữa, vô lúc nữa. Thấy không? Tao nói cái hang lấy cúp là thấy cúp. Thầy giấu nó quần dữ lắm. Ôi nó hào nè. Ló răng ra. Nó nằm nè. Đây nét cái cây. Im chú Bảy đi nét cái cây. Nó răng đó. Cái nành cho anh em xem nè. Em cho vậy, em cho vậy. Ôi ôi nè. Có giữ sạch á. Ghê không anh em. Ôi ôi. Anh nét cái máy này. Nè. Nó quắt luôn nó. Ôi ôi. Ghê chưa, ôi, cái nành nó chà bá nè, anh thấy cái nành không? Ôi nè, thấy không nè. Ôi ôi, cái nành. Nành cái nè. Thôi, được rồi. Lấy cái túi bỏ vô đi chú Bảy ơi. Cái con này tránh da bò luôn hả chú Bảy ha. Đây nè, đây nè, đây nè. Nè. Bỏ vô túi đó đi cho an toàn. Ôi giời, con này nó bự. Đi đại đây kiếm hả? Tại vì thấy ngay chỗ ngay cái này có cái miếu nè. Thấy. Tại bữa em đi bắt tên này nhiều lắm. Đi bắt hổ, đi bắt cái này 4-5 con rồi. Mấy tên kia rồi. Hả? Không, mấy tên là 5 con luôn. 5 con. Sớm bộ á. 5 con là bữa thấy ở đây mà không có biết đường nào vô á. Đi luôn. Đi bờ vừa đi vô hả? À. Ê, từ từ nha chú Bảy. Khu ao. Dạ, đây là khu ao. Quá. Ký 2 không? Ký 2, ký 3 được không? Cả ký 1, ký 2 quá. Cả đó à. Sao chú ơi? Trùng luôn hả? Trời ơi, con rắn thả anh em ơi. Bữa bắt kia là một con sắp chày, 4 con sắp vàng. Con này là da bò, tránh da bò luôn. Không bắt có mấy con kia cũng cái mốt cái hai nó lốn vậy không à. Nứa vậy. Rồi quấn dính đuôi nữa rồi. Để xe đây hả? Anh để xe quả đó nè, hai chiếc xe để quả á. Trên. Công nhận con rắn này nó quần cũng dữ quá ha. Nó quần hết cái bờ này luôn á. À mấy trên không có mấy trên quá. Quần hết cái bờ đìa luôn nè. Bỏ hả? Ừ, nó quần đi ăn á. Nó đút đầu vô hang cái đầu nó không có, đút đầu hang đầu không có. Nãy đào mấy ngày đằng kia vòng vòng đi luôn. Lại hang này sao gặp ảnh nè.
Thôi đi lắp lại cái nhà anh em. Kiếm từ sáng vậy hả? Dạ. Tém lên, tém lên trên. Dạ dạ. Nhanh nói mấy người đi. Đi chích chích cá, chích thượng con cùng tay chữa luôn. Ngay cái đình luôn. Trước mặt luôn à chú bay. Mới vừa sụp vô tao tưởng nó hổ ngựa vòng cẩy cẩy tao mới la. Nghe chú bảy nói dấu hổ ngựa quần cũng nản, nghe nó nói có hổ ngựa chà bá cũng nản nản. Rồi giờ lắp lại mấy chú cháu mình đi qua bên kia nha anh em. Qua bên kia còn hết á. Quần giống mới tinh luôn à. Ở ngay chỗ này là mấy chú cháu mình làm đường côn. Ghê không? Đông phận nằm ngay chỗ này. Mà nó lại đằng kia nó nằm múp một mé bên kia. Ghê không? Ngay cây dừa anh em. Nhờ giữa bộ chuối á. Nằm nặng á. Đi ăn thấy ghê không? Khu này là của nó mà. Thôi giờ khúc này mấy cái hang luôn mà không nằm. Bây giờ mấy chú cháu mình đi qua mé bên lên cái gò mã nha anh em. Đi qua cái gò bên đây. Hả? Có mã nãy có đường đi mà. Đúng không? Thôi để mình kiếm đường qua đó lại, nếu mà có mình quay tiếp cho anh em xem nha.